Hôm nay trong số báo cuối năm của Việt Quốc Ly theo truyền thống thì họ có đưa ra những cái giải thưởng, trong đó chúng ta thấy cái hình bìa là giải thưởng nhân vật trong năm thuộc về dân biểu Trần Thái Văn. Bên trong có nhiều giải thưởng, trong đó phố Bonsai TV lại hân hạnh được một cái giải gọi là giải thưởng vàng hạ cám. Chúng tôi gặp nhà báo Đông Duy ở đây, không biết ông đã coi như thế nào mà ông cũng gọi là take note gạch xanh gạch đỏ cho rất nhiều cái ghi chú ở trong cái bài báo. Chúng tôi sẽ có kịp nói chuyện với ông liên quan tới cái giải thưởng vàng hạ cám của phố Bonsai TV. Xin chào nhà báo Đông Duy ạ. Theo anh thấy thì cái giải thưởng vàng hạ cám này trao cho phố Bonsai TV nó có trúng người, trúng chỗ không anh? Quá đúng rồi. Tại sao cái giải đó nó rất là đúng đối với lại phố Bonsai TV ạ? Tại vì coi cái phố Bonsai TV thì nó cám nhiều hơn là vàng. Tuy nhiên là nó trong đó nó cũng có vàng hả? Vàng chắc là vàng ẩn, nhưng chưa được lọc nên toàn là thành cám không. Theo lý giải của tòa soạn thì là như vậy, thì anh thấy là cái giải nó chính xác chưa? Giải nó quá chính xác, bởi vì thực sự ra phố Bonsai TV nó là một hiện tượng khá đặc biệt. Phải nhận rằng một phần nào đó nó phản ánh một góc sinh hoạt của bonsai. Tuy nhiên điều đáng tiếc rằng là với phương tiện truyền thông này có thể trên toàn thế giới, nhưng mà cái một góc nhỏ bonsai chưa phải là bonsai. Cái điều mà người coi người ta chờ đợi là quý vị phản ánh một cách rộng rãi hơn và trọn vẹn hơn về sinh hoạt của bonsai. Sinh hoạt ở bonsai không nhất thiết chỉ có một vài cái hàng lăng văn nghệ do ông etc. ông bịa ra ở đây, hay là một số nhân vật quay đi qua lại hoài. Bắt đầu nó nhàm chán và đẳng quá rồi. Là ông Đông Duy rồi ông Đốc Tử Yêu, toàn những mặt nhìn tới nhìn luôn thân nạn lên. Đúng rồi. Có đúng không? Đúng rồi. Không những là rồi những mặt già nua, lầm cà lầm cầm, thì quý vị làm sao phản ánh được đầy đủ hơn cái chất vàng của bonsai. Bonsai đâu thiếu vàng đâu. Tôi cho rằng cái việc mà xuất hiện phố Bonsai TV là tới cái thời điểm của nó. Mà hiện tại với phương tiện truyền thông mới nhất hiện tay đó, thì cái sức mạnh của truyền thông qua cái lối Bonsai TV này đó cực kỳ mãnh liệt trên toàn thế giới được. Chính vì thế mà món ăn mới đầu ăn vui chơi là bốn món ăn chơi thôi, nhưng mà dần dần nếu quý vị có khả năng và có nỗ lực thì quý vị có thể đóng góp rất nhiều trong việc phát triển cái truyền thông và phát triển cái hiểu biết của mọi người về cái bonsai này, là nơi tập trung của đa số người Việt Nam, được gọi là thủ đô Việt Nam. Trong bài báo có đề cập tới một cái chi tiết là ngay từ đầu phố Bonsai TV thực ra là cái tên chính của gốc của nó là xóm Bonsai TV. Sau một cái cuộc phỏng vấn với lại nhà báo Nguyễn Thụy Minh Ngữ thì bà cho rằng cái chữ xóm nó có vẻ giống như là cái xóm của chị em ta này nọ quá, thì có vẻ hơi bị khó nghe, thì bà không cho phỏng vấn bà nếu mà là cái xóm. Thành chúng tôi đã đổi thành phố Bonsai TV. Anh thấy một cái sự thay đổi đó là một sự thay đổi lớn lao. Tôi thấy là quý vị đẹp và hình thức quá. Thực sự ra thì phố hay xóm cũng đều như nhau thôi. Xóm nó có một cái niệm dễ thương hơn, nhỏ bé hơn, ấm cúng hơn. Và lại quý vị nên nhớ rằng là đâu có nhất thiết phải là xóm mới là nhà thổ. Thì ngày xưa Hà Nội cái phố Khâm Thiên là tổ sư nhà thổ ở đó thì làm sao? Là cả phố làm nhà thổ hả? Vâng, nhà thổ kín đáo thôi. Tức là nhà thổ có tàn nhang bàn tán. Cho đến giờ phút này thì hiện tại phố Bonsai TV tạm thời đáp ứng được cái nhu cầu của những người tị nạn buồn tẻ như tôi chẳng hạn. Những nụ cười nhỏ nhẹ rất cần thiết cho đời sống. Tuy nhiên có lẽ người ta chờ đợi một cái gì trọn vẹn hơn, hay hơn. Tức là sau bốn món ăn chơi có một cái gì mà nó bổ dưỡng vào trong tâm hồn người ta. Và tôi chắc rằng nếu quý vị quyết tâm làm chuyện này nó nghiêm chỉnh thì quý vị sẽ làm được. Hiện tại tất cả những báo dần dần sẽ trở thành lỗi thời, người ta sẽ không coi báo nữa. Với những phương tiện truyền thông mới, với những cái máy iPod nhỏ bằng hơn bàn tay mà có thể coi được mọi tin tức, thì dần dần báo chí sẽ chết hết. Hồi nãy nhà báo Đông Duy có nói tới là nên mở rộng ra, anh có thể cụ thể được là phố Bonsai TV nên mở rộng thêm những cái hướng như thế nào? Thí dụ như các anh chưa hề biết thế nào làm phóng sự truyền hình, cái người phỏng vấn của anh chỉ biết cái hỏi nữa. Người phỏng vấn nói nhiều hơn là người hỏi thì bỏ mẹ thôi. Người trả lời. Khi anh đi hỏi phải chịu có nghe. Thì khi nghe như vậy anh chuẩn bị câu hỏi tiếp. Và cho anh cũng nên biết là anh định hỏi về cái gì.
Còn đây vớ anh hỏi tùm lum, người ta rời nhăng nhố, nhiều khi đưa lên đài những chuyện nó nhạt nhẽo chẳng ra gì cả. Hiện tại phố Buôn Sa TV vẫn còn nhiều coi bởi nó lạ, không chuyển truyền thông mới, nhưng trong tương lai rất gần họ sẽ chán đi. Theo anh thì cái chất khôi hài ở trong phố Buôn Sa TV có nên cần giữ lại không? Nên giữ lại, nếu như nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Và nhận là những lời tuyên bố hay câu chuyện khôi hài là thứ thuốc bổ đời sống cho cái đời sống chán nản buồn bã và vật vã ở xứ người như này. Cái vấn đề mình phỏng vấn những nhân vật tay to mặt lớn nó quan trọng hơn là những người dân thường không? Cũng đều quan trọng, người dân thường quan trọng. Tôi nhớ cái thời đó khi tôi làm báo Thách Đố với ông Đàm Văn Bé, thì trong ngày số báo tất niên, ông nói các phóng viên là các anh ấy đi kiếm mà tôi viết cho tôi về một người xích lô già nhất thành phố Sài Gòn. Và tôi đã tìm gặp anh xích lô già nhất. Đêm 30 thừa mọi người vui vẻ về nhà, ông ta ngồi gác chân ở trên xe xích lô và nhậu rượu với một quả cóc. Và tôi hỏi về đời sống của ông ta, đó là cái quan trọng của làm phóng viên. Bây giờ cái ưu điểm của phố Buôn TV là quý vị không bị lệ thuộc vào thời gian. Cho nên cái việc trình bày quý vị có thể đi vào rất sâu vấn đề. Thí dụ như hôm nọ quý vị phỏng vấn một cái người đàn bà điên điên mà nói tiếng Mỹ rất giỏi. Đằng sau người đàn bà đó là cả một cái dĩ vãng kỳ lạ. Mà nếu quý vị chuẩn bị kỹ, quý vị có thể làm một cái thiên phóng sự truyền cực kỳ hay như kiểu 2020. Nhưng quý vị hiện tại chưa đủ tiền. Và trong khi quý vị làm miễn liền thì những người quảng cáo buôn bán đây cũng chỉ muốn miễn phí thôi. Cho nên chúng ta phải có một cái tinh thần làm sao để độc giả phải sẵn sàng đóng góp vào cái truyền thông để không phải ăn rơm rác nữa. Nếu mà anh là người trao giải cho phố Buôn Sa TV thì ngoài cái giải thưởng vàng Hà Cám này thì anh có một cái giải nào khác nữa không? Tôi tặng giải cố gắng. Vì mình cố gắng nhiều hơn và tôi thấy đã thấy sự cố gắng đó.